Một thông tin đáng quan tâm khác, thưa quý vị, hơn 5.000 con heo bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ. Sự việc này vừa được các lực lượng chức năng của thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tại lò mổ lớn nhất của thành phố. Sau một thời gian theo dõi, đoàn công tác liên ngành thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ kiểm tra lò mổ Xuyên Á, huyện Củ Chi và bắt quả tang một số thương lái đang tiêm thuốc an thần cho heo. Nhiều vỏ chai thuốc gây mê an thần, hàng chục chai nước truyền dịch được thu giữ. Đoàn công tác đã yêu cầu ngừng giết mổ số heo có dấu hiệu nghi ngờ tiêm thuốc an thần, vừa nhập vào lò khoảng 5.000 con và lượng tồn trên 5.300 con. Thuốc an thần tiêm vào heo với mục đích làm mềm, dẻo thịt trước khi bán ra thị trường. Người sử dụng sản phẩm có chứa tồn dư thuốc an thần có thể dẫn tới các triệu chứng hạ huyết áp, tình trạng lừ đừ, không tập trung, trầm cảm kéo dài. Đặc biệt, triệu chứng này sẽ trầm trọng hơn đối với trẻ em, người già và những người có tiền sử về bệnh tim mạch, gan, thận. Lò mổ Xuyên Á là lò mổ lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, công suất giết mổ mỗi đêm trên 5.000 con heo, chủ yếu được nhập về từ các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm số heo bị tiêm thuốc an thần